Chúa là đấng thấu hiểu. Chúa luôn là đấng thấu hiểu hết những nỗi đau không nói nên lời của chúng ta. Nhưng trong sự lặng thinh ấy, Chúa vẫn luôn dõi mắt trong từng trạng thái của sự lo lắng, bất an. Có lúc tâm linh kiệt sức, chúng ta rơi vào tình trạng yếu đuối, đến độ nghĩ rằng, chẳng lẽ tình thương của Ngài chấm dứt trên chúng ta, hoặc Ngài quên ban ơn, hay là trong cơn giận, Ngài đã khép lòng thương xót. Thi Thiên, đoạn 77, câu 2, câu 4, câu 8, câu 9. Hãy trở lại với Ngài, suy gẫm về những công việc lạ lùng Ngài đã từng làm trên đời sống chúng ta trong quá khứ, để có hiện tại của Ngài hôm nay. Ấy là tình yêu lớn lao và quyền năng cao cả của đấng tạo dựng vũ trụ này. Lúc đó, chúng ta thấy được đức tin được nâng lên và lòng tin cậy trở lại trong thân thể yếu đuối này. Hãy hướng mắt vào Ngài, vào sự thành tín của Chúa. Hôm nay, con học được bài học về tiên tri Habacuc. Chúa ơi, đã có lúc con cũng đã hỏi như Habacuc. Con kêu vang mà Ngài không nghe con cho đến chừng nào. Chung quanh con mọi người đều có được những điều mà họ ước ao: gia đình, con cái, sự thành đạt, cuộc sống hưng thịnh. Còn con, không phải Chúa không ban cho, nhưng còn có những điều không như ý muốn của con. Con không thỏa lòng với hoàn cảnh của mình, buồn lòng, phiền trách. Chúa vẫn im lặng với con. Con muốn tìm được câu trả lời, nhưng Chúa không giải thích cho con. Con biết con yếu đuối và thiếu sự hiểu biết lời Ngài, do đó mà đức tin con không thể nào mạnh mẽ để có được quyết tâm như tiên tri Habacuc. Đứng nơi vòng canh, chôn chân nơi đồng lũy, rình xem Ngài bảo ông điều gì. Chúa ơi, con không biết lắng nghe, con không có lòng kiên nhẫn chờ đợi Chúa trả lời như Habacuc. Bây giờ con đang được dẫn đến bài học của lòng nhẫn nại, chờ đợi lời đáp của Ngài như Habacuc đã nhận được. Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Habacuc đoạn 2, câu 2 đến câu 4, Roma đoạn 1, câu 17, Galati đoạn 3, câu 11, Hebrew đoạn 10, câu 38. Điều này đã được lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh để nhắc nhở và củng cố lòng tin cậy của con dân Chúa. Chúa ơi, có nhiều lúc con sống trong sự lo sợ, run rẩy và bước chân con chao đảo như tiên tri này. Nhưng rồi ông cũng bình tâm chờ đợi, để rồi ông đã tuyên xưng đức tin vững vàng. Xin cho con học được điều này, bấy lòng hạ mình trước lời Chúa để cũng tuyên bố được như Habacuc. Dù cây vả ngưng trổ bông, vườn nho không ra trái, vườn ô liu thất mùa không sinh sản, ruộng nương không hạt lúa, chẳng còn đồ để ăn, ràng mất hết chiên dê, chuồng thì hết sạch bò và ngựa. Dầu vậy, ông vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va, hớn hở trong Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi, và Đức Giê-hô-va là sức mạnh để làm cho chân ông giống như chân con hươu, và chính Ngài sẽ dẫn ông đi trên các núi cao. Thật là lời xác quyết đức tin quá tuyệt vời mà con học tập và nhận được. Vui mừng ngay cả trong những hoàn cảnh hoạn nạn, khó khăn, thử thách vây quanh. Từ sự khóc lóc, than trách đã chuyển sang sự vui vẻ và lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Cha nhân từ. Những nghi ngờ, sợ hãi không là gánh nặng trong ông. Cảm ơn Chúa, bài học quý báu này đang dần thấm vào tim con, trí con và chiếm ngự cả lòng con, để con phải thốt lên lời biết ơn Ngài đã mở mắt, mở lòng, dẫn con vào các lối đi có sự hiện diện của đấng tối cao, để Ngài điều khiển tâm trí và sự hiểu biết của con theo ý Ngài, hầu nhận được sự dạy dỗ một cách có ích cho tâm linh con trong Chúa.
Ngài cho con biết rằng trong bóng tối tăm của đời con, Chúa đã không bao giờ rời bỏ. Từng phút từng giây, Chúa luôn dõi mắt theo con. Và trong bóng tối tăm đó, Ngài đã làm cho con nhiều điều kỳ diệu rồi. Mà tại sao con không hiểu, không thấy? Và dù con có thiếu sự hiểu biết, nhưng Chúa vẫn là cha nhân từ để nâng bước con đi. Cho đến bây giờ, đây là thời điểm con thật sự gặp Ngài. Xin cho con không còn hỏi tại sao, mà con biết rõ ràng rằng lúc nào Chúa cũng ở cùng con. Dù cũng còn có lúc yếu đuối âm ỉ trong con, nhưng con sẽ quyết định chạy đến với Ngài, trông cậy, đặt mình trong tay Chúa. Tư tưởng con tìm kiếm niềm vui trong lời Ngài, và hồn thân con là đền thờ cho Ngài ngự vào. Vì Chúa là đấng tối cao và mãi mãi là đấng ban trao mọi phước hạnh cho con dân Ngài. Và lời Chúa luôn ở trong lòng con, để con được nói như Habacuc: con sẽ vui mừng hớn hở trong Đức Chúa Trời, là sự cứu rỗi của con. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh cho con. Chúa làm cho chân con vững vàng để bước đi trên các nơi cao như chân con hươu vậy.